Hôm nay là bà Chính coi như đây bà cá hết nha cả nhà. Bữa nay cá hết luôn hả Chính? Hả? Nói gì đâu, nói gì thì quay cảnh cá quế thôi chứ có làm gì đâu. Hổng cá tới nay được nhiêu ký rồi Chính? 2 tấn rồi. 2 tấn rồi, từ dưới lên đây 2 tấn. Đây còn nhiêu đây, chắc chừng trăm mấy 200 ký gì nữa không? Quý thấy có bông chùm vậy ha. Nói chung quế này thì nó bông nó chậm lên hơn mấy cái quế thường. Ủa là con ấy này đang đang con bán hồng quế luôn á hả? Dạ. Con hồng quế Thái hả? Dạ. Hồng quế Thái nhiêu ký? Con quế Thái đó. Dạ con có bán hồng quế Thái. Có chứ, phải quế Thái phải bông chùm chứ. Mà nhiều khi cũng có sót bị dày cây chứ, nếu mà lấy hồn phải sót dày cây chứ. Đâu có cái gì mà nó ấy đâu. Hôm nay mà chính mình cá không còn một công nào luôn nha cả nhà. Hết như đây xà lan cắt cái 2 tấn hết này luôn, 2 tấn 2. Có hơn. Cái này là sáng tưới ướt xong rồi cắt nha cả nhà. Cái này cắt nhánh ấy, cắt là một tầng nó khác cắt nhánh. Mấy cái này hổng nè, nó cục cục, nó lùng lùng. Này cắt hết luôn. Và cái này nó còn nhỏ nhỏ. Thì phải canh nó với quế này phải quế hay cải gì cũng vậy, phải dài ngày xịt, dài ngày xịt. Mà chín được đi mặn nè nên không ai làm, muốn thì công ăn hết. Nó thấy giờ ở trên nhà vợ ngay và thu xịt lúa 50.000 một bình đó mà chín. Xịt dưới 50.000 luôn hả? Tôi với ông học đi tôi với ông Dũng về nhận học chơi con Hai Sơn xịt á, hỏi 30.000 hả, nó nói 30 ai xịt giờ 50. Trời ơi, xịt thuốc giờ 50.000 để người ta mướn máy bay nó phun mẹ rồi. Ở đây làm gì có máy bay phun? Có chứ, tại mình không ấy chứ, người ta xuống hỏm ở Gò Công Tây có máy bay ta xuống phun khu này rồi đó. Nhiều quá, ít nó không đi đâu. Thì dài 3 mẫu rồi xuống cử nữa. Với lại mình đây lượng đâu có nhiều đâu, lượng vuông đâu có bự đâu. Thì dài công cũng ấy được. Dài công nó pha thuốc là cũng mệt nữa. Thì đó, ví dụ lãnh mà dài mẫu rồi xuống một lần vậy đó. Cái cắt xong rồi ông chú ông vô nừng về nha cả nhà. Bữa nay sao không đi cắt cải nữa chú? Dạ, cắt ba quế. Trời ơi, cắt quế vậy tính ra khỏe hơn cắt cải không ơi? Cắt cải ngồi nạo nó lâu quá ha. Cả nhà thấy cũng lớn ha, bự bự này mấy cái này nó nhỏ nó lớn sao phẩm này là nó bị chai, vô phèn đã có phèn. Chai này nó bắt đầu bự, tại cắt mấy cái bự hết rồi này nó lớn sao. Cả nhà xem quế cắt một lần nó có khác ha. Đó, cầm liềm nào không chừng một cây nào luôn, từ những cái cây nhỏ quá nhỏ mới bỏ lại nha cả nhà. Thì bên mình cũng có bán hạt giống quế Thái này nha cả nhà. Cả nhà có nhu cầu mua hạt giống thì hãy liên hệ số điện thoại của mình nha, 0378338060, mình để trên màn hình nha cả nhà. Quế thì mùa này không biết ai chỗ bà con như thế nào, chứ ở đây thì nói chung là xã đang vô mùa ngon lắm. Thì ở đây chủ yếu mình quay những cái đông quế xà lan cắt nhánh, mà cắt nhánh thì nói chung là ở khu vực mình ít đó cả nhà. Xà lan vậy thì nhiều.
ở đâu bữa nay có cái cây này nó lên 3-4 cái bông lại, mà này lá cũng bự hay cả nhà, nhưng mà cái này nó lai quá. Cả nhà thấy không? Cắt một lần trùi lũi luôn cả nhà. Sáng thì đi vòng vòng quay chia sẻ cho cả nhà xem những cái cách cắt quế như này kia đó. Tại nói chung là giờ mình cũng không có đi quay tùm lum nữa, chủ yếu tập trung quay cái này để chia sẻ cho bà con xem tham khảo. Mấy cái bông búp búp chùm chùm này thì để được nha cả nhà, còn mấy cái dài dài này là cắt bỏ, tại lâu lâu cũng có lai một vài cây chứ không phải là không có, cái gì cũng vậy cả nhà thấy không, cắt xả gốc vậy ha. Cắt này là không có lên nữa nha cả nhà, cắt như là cài đất lên rồi chứ không có cho nhảy nhánh nha. Cái nào cắt nhánh nó mới nhảy nhánh, còn không cắt nhánh là cắt trụi gì là cài đất lên nha. Nhiều đây hơn 200 kg chứ chính. Nếu một cái vỏ này nếu mình cân nặng đè vô là chứ cũng khoảng 40-50 kg. À, này nếu một vỏ thì mới có lỗ vậy mà thấy một vỏ rồi, còn đây quả nhiều mà, quả quế bự hơn nữa. Thì độ chắc cũng nói nếu độ độ chắc cũng tầm 300 mà, chứ nó 200 thì hơi bị ít quá. Một cái vỏ gì như cả nhà biết vậy, dung lùm lùm trên ngọn là cũng phải 40-50 kg, có khi 60 kg nữa đó. Cái quế này là chắc không có lặt nha cả nhà, quế này là kêu cắt một lần nó sạch bệnh là không có bệnh, cắt một lần nhận vô vỏ gì luôn. Còn quế cả nhánh thì mình phải tuốt lá chân ha. Không mà như mấy cái hõm nó mới đẹp, cái này là nó mới lớn sau, khúc sau mình đợi tới giờ. Như cái này hả Vinh? Như cái này là giờ cắt bỏ đó hả? Ừ, cái này như tại vì như đất mình mới nó phèn nè, đợi hõm đi. Giờ bá nhỏ nhỏ này cắt bỏ nha cả nhà, dung đóng bỏ nha. Tại nó phèn giờ cũng phải sàn cài đất rồi. Sàn cài đất rồi để nó cũng không được. Cắt cái lớn trước, cái nhỏ này bỏ. Không có cần nhân công đông ha, chỉ bà chính mình với chú và thím cắt ăn về. Rồi ông cắt xong rồi ông nhận vô vỏ vậy luôn, khỏi cần lái luôn. Tính là giữ, giữ kìa. Nó mấy cái cây đó bị sâu đỏ nên chú mình lấy liềm quất luôn, bỏ ngang luôn. Này mà chính bà con mình làm không sạch nhiều. Tức không uổng không? Uổng thì uổng. Thấy không vậy ai ăn? Thì không ăn mới cắt bỏ như vậy. Chính ở đâu mới dọn vậy nè. Vậy ai vậy nè. Ủa? Sâu này nó lên cái đọt vậy tính. Sâu lên cái đọt này sao lấy? Lấy vậy. Cái nào được được, còn không được thì bỏ chứ cái đâu có. Mấy cái này lùng lùng thì là chắc phải bỏ nha cả nhà. Lửa mấy cái cao. Cái này là quế thái bông chùm, mấy cái này nó lên hơi chùm. Nên có bông nhiều nên cắt cái bông bỏ trước. Thấy cái cách cắt quế một lần rất là nhanh ha. Cái liềm đưa vô, trời cái gốc nào gốc nấy nó bự, nó nặng ký vô coi luôn. Nhìn thấy không? Sang cứ ướt sơ sơ và cái quất luôn, từ trong. Cái chỗ cây nhà như thế nào thì mình không biết, cắt nhánh ở trên trồng nhiều. Mấy tỉnh xa xa không biết cắt có nhiều hay không, chứ ở đây thì cắt là cắt gì không. Nhà theo thọ tay vô cắt mấy cái gốc nào cao quá, cắt trên cao chút xíu nha cả nhà, chứ không cắt sát gốc.
Hôm giờ thì cũng nhiều bạn hỏi quế này cắt ngang vậy còn lên nữa hay không, thì mình nói chia sẻ cho cả nhà biết là cái này cắt xà lan cắt một lần là không có còn lên nữa nha, cài đất nha, cắt nhánh mới trừ nó mới còn lên lại. Cái này là cái đàn em út nó đẹp đèo đẹp sao mà vẫn còn đẹp nha cả nhà, cái đã khóm nó đẹp dữ luôn, lá bự. Còn này là cái sao, cái này là cắt khỏi cuối. Đây làm nó lá bự bự bóng lưỡng luôn cả nhà. Đẹp. Đây nè. Bóng lưỡng cả nhà, xanh mướt luôn. Bữa nay lái hổm đâu Vũ Dũng? Chưa lên hả? Chưa giờ. Tao nói 6 rưỡi tao cắt. Bảy rưỡi chưa thấy. Cái này chắc ông chắc vô vỏ xong nữa quá. Hết vỏ rồi, có cái à. Quế thái là bông bông nhỏ nhỏ gì nhỉ? Tới 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 tới. Lại tới mới nhận tới. Đâu dám nói nào nữa đâu. Dữ thiệt. Mới nhận cái tới liền. Rồi thì chủ yếu hôm nay mình quay chia sẻ cử các quý cuối và chính mình cho cô chú chị các bạn xem tham khảo ha. Rồi mình cũng tạm thời kết thúc video tại đây nha cả nhà.